Nhân danh cha và con và thanh thần. AMEN Cộng đoàn rất thân mến. Lời Chúa cho chúng ta thấy nếu chúng ta yêu mến Ngài thì chúng ta luôn luôn tuân giữ lời của Ngài. Dẫu cuộc đời của chúng ta có thế nào đi nữa thì Chúa vẫn luôn ở bên. Ngài không bỏ rơi chúng ta, Ngài không để chúng ta mồ côi đó chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Mời cộng đoàn chúng ta cùng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ những lệnh truyền của Thầy. Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng bầu chữa khác, để Ngài ở với các con luôn mãi." ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy cũng chẳng biết ngài còn các con các con biết ngài vì ngài sẽ ở với các con và ở trong các con thầy sẽ không bỏ các con mồ côi thầy sẽ đến với các con ít lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy thầy phần các con các con thấy thầy vì thầy sống và các con cũng sẽ sống trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Thầy ở trong cha Thầy và các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai có và tuân giữ lời giới răn của Thầy, đó là người yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy sẽ được cha Thầy yêu mến và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Cộng đoàn rất thân mến, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe nằm trong một bối cảnh mà Chúa Giêsu đã báo trước cuộc chia ly tình thầy trò cho các tông đồ được biết. Và tâm trạng của các tông đồ trước sự chia ly tình thầy trò để lại cho các ngài một nỗi buồn, một sự sao xuyến và hơn hết đó là một khoảng trống thực sự của cuộc đời. Thế nhưng Chúa Giêsu không để cho khoảng trống đó, không để cho các tông đồ tiếp tục lo lắng, tiếp tục sợ hãi, tiếp tục sao xuyến vì sự ra đi của Ngài. Cho nên khoảng trống đó sự lo lắng đó, sự sao xuyến đó, Chúa Giêsu sẽ tiếp tục mời gọi các tông đồ và Ngài sẽ hứa lấp đầy khoảng trống đó bằng chính tình yêu mến. Nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ lệnh truyền của Thầy. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ xin cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng bầu chữa khác để ngài ở với các con luôn mãi. Kính thưa cộng đoàn, như vậy nỗi buồn, sự chán trường, sự sao xuyến, sự mất mát của cuộc chia ly tình thầy trò hóa ra lại là một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Bởi vì như Chúa Giêsu nói, Thầy ra đi rồi thầy sẽ trở lại với các con. Thầy ra đi không để khoảng trống nhưng sẽ lấp đầy khoảng trống đó bằng chính tình yêu như cha ở trong thầy, thầy ở trong các con. Thầy sẽ ban đấng an ủi đến và ngài sẽ tiếp tục ở lại mãi với các con. Và sự chia ly này đem đến một hạnh phúc tràn đầy nhưng thưa cộng đoàn rất thân mến Hạnh phúc này, sự đầy tràn ân sủng tình yêu này Không phải một sự nhưng không ngồi đó Nhưng khởi đầu cho những ai Nếu ai yêu mến Thầy Thì sẽ giữ giới răn của Thầy Niềm vui của các tông đồ Sự sao xuyến của các tông đồ Thao xuyến vì sự ra đi, niềm vui vì có đấng bảo chữa, đấng an ủi đến để phú lấp cuộc đời. Nó chỉ bắt đầu bằng việc yêu mến, tuân giữ, kết hợp như cha ở trong thầy và thầy ở trong các con. sự điệp của bài tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một ánh nhìn mới sứ điệp của bài tin mừng hôm nay gửi lại cho mỗi người chúng ta, thưa ông bà anh chị em. trong cuộc đời của tôi, của tất cả ông bà anh chị em, của tất cả chúng ta đã có, đang có và rồi cũng sẽ có những cuộc chia ly. đã có, đang có và cũng sẽ có những khoảng trống của cuộc đời thế nhưng đứng trước cuộc chia ly đó đứng trước khoảng trống của cuộc đời đó chúng ta đã đang và sẽ làm gì hẳn rằng mỗi người chúng ta đều có những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân trong cái sự chia ly đó Trong cái sự trống vắng đó Thế nhưng kinh nghiệm nào đem lại cho chúng ta niềm vui Kinh nghiệm nào đem lại cho mỗi người chúng ta bình an Nơi sâu thẳm tâm hồn Thực sự khi chúng ta đang có một khoảng trống Đã có những người khi gặp phải những nỗi buồn, nỗi mất mát phải những khoảng trống của cuộc đời họ đã tìm điều này tìm điều kia tìm một niềm vui chóng qua có thể giải sầu giải khuây bằng những điều không hay ho tốt đẹp để rồi cuối cùng kết cục cuộc đời là một sự bì đạt trong cuộc đời không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra như vậy lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng dấu cuộc đời có thế nào đi nữa, có cuộc chia ly, có sự mất mát nào và có khoảng trống cuộc đời nào, cuộc đời đi nữa thì Ngài vẫn mời gọi chúng ta nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời của Thầy và một khi chúng ta yêu mến chúa chúng ta yêu mến và giữ tuân giữ lời của ngài thì thưa ông bà anh chị em ngài tiếp tục nói với chúng ta rằng thầy không để các con mồ côi chúng ta đến với chúa chúng ta đón nhận ngài trong cuộc đời chúng ta tuân giữ lời của ngài thì cuộc đời của chúng ta sẽ không có khoảng trống vì đã được lấp đầy bởi ơn Chúa. Thầy sẽ ban Thánh thần và ngài ở lại với các con mãi ở lại với các con mọi ngày trong suốt cuộc đời. Một lời hứa đẹp, một lời hứa đầy ý nghĩa và phải nói rằng một lời mời gọi mỗi người chúng ta trong hành trình dương thế. Vì con người chúng ta có những khoảnh khắc của cuộc đời khác nhau. Có nhiều những thử thách trăm bề gửi đến cho chúng ta, nếu chúng ta không mau chóng nhận ra khoảng trống của cuộc đời đó sẽ cần phải được lấp đầy bằng chính Chúa Giêsu. Thì cuộc đời của chúng ta sẽ mệt mỏi, sẽ chán nản và mãi mãi là một sự trống vắng của tâm hồn. Còn nếu như sóng gió cuộc đời hay tất cả những điều gì có xảy đến đi nữa thì chúng ta hãy để cho lời của Chúa đi vào trong tâm hồn, đi vào trong cuộc sống của mình. Nếu con yêu mến Thầy, nếu con tuân giữ lời của Thầy, Thầy không bỏ các con mồ côi. Thầy ra đi và thầy sẽ trở lại với các con Những cái dấu ấn cuộc đời Những cái biến cố mà làm cho những người khác Cảm thấy đau buồn, cảm thấy trống vắng Còn riêng đối với con Vì yêu mến thầy Riêng đối với con Vì tuân giữ lời thầy Thì nó không còn là khoảng trống Không còn là thử thách, không còn là gian nan Nhưng là một dấu chỉ để thánh thần chúa sẽ đổ ơn xuống trong cuộc đời của con và cuộc đời luôn tươi mát luôn bình an cộng đoàn rất thần mến tôi ông bà anh chị em tất cả chúng ta đã đang và rồi cũng sẽ phải tiếp tục trải qua những gì chúng ta không mong mỏi vì vậy Hãy để cho lời Chúa hôm nay đi vào nơi sâu thẳm cuộc đời của chúng ta và một bài học chúng ta luôn nhớ. Nếu con yêu mến thầy, hãy giữ lời của thầy. Nếu con yêu mến thầy thì chính thầy sẽ sai Thánh Thần để rồi các đời của con không mồ côi, không trống vắng nhưng luôn có Thánh Thần ở với như cha đã yêu mến thầy thì chính thầy yêu mến các con Và tình yêu của thầy sẽ bao phủ cho đời con không cảm thấy buồn bã, không cảm thấy bất an Vì vậy, xin điệp tin mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta Hãy can đảm lên Hãy tin tưởng lên Hãy phó thác cuộc đời của mình cho đấng đã mời gọi Là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta Đấng đã sẵn sàng chết vì chúng ta Để nói lên rằng Ngài yêu mến chúng ta Và như lời Ngài đã nói Đường, sự thật, sự sống chính là Ngài Vì vậy chúng ta hãy tin vào Ngài Hãy bước đi con đường mà Ngài đã đi Hãy sống trọn vẹn cho Ngài Để được hạnh phúc đời đời Và được bình an ngay từ lúc này đây Lạy Chúa Giêsu, xin chúa đến với mỗi một người chúng con trong từng khoảnh khắc của cuộc đời nhất là khi mà mỗi người chúng con cảm thấy trống vắng vì dường như chúng con thấy thiếu chúa xin chúa hãy đến hãy phủ lấp lấy cuộc đời của chúng con hãy phủ lấp lấy khoảng trống của cuộc đời của chúng con hãy bù đắp tất cả những gì mà chúng con cảm thấy mất mát như một sự chia ly xin chúa hãy ở lại xin chúa hãy sai thánh thần chúa đến trên mỗi người để chúng con có chúa ở cùng. Xin mẹ Maria đấng đá theo con trong suốt cuộc đời, mẹ cũng cầu bầu và chúc lành, mẹ cầu bầu và giúp cho mỗi một người chúng ta luôn luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đã đang và mãi bao phủ cuộc đời để cuộc đời của chúng ta không hề trống vắng, nhưng luôn luôn tin tưởng, luôn luôn vui mừng trong bình an.